Câu chuyện thứ 8 cho chiếc bác sĩ. Tới rồi, thằng Ký Tôn tới rồi. Hay lắm, còn dẫn theo mấy con nhóc hả? Ừ, hai đứa. Thú quá, trêu nó một trận cho khoái. Nói chuyện rôm rả. Hơ, về đường này đi. Ủa, sao thế? Đường này gần hơn mà. Đường này mới dễ đi. Oái, đã tránh vậy rồi mà vẫn gặp. Hồ hồ, mày là diễn viên cơ à? Tha cho tôi đi, con gu. Tha cho tôi bữa nay đi. Cái gì? Tao là ông bầu đó nghe. Mày là diễn viên, đã từng lên sàn diễn cơ mà. Ờ, có, nhưng chỉ mỗi tẹo. Anh diễn viên, diễn ta xem. Diễn viên thì phải biết làm đủ trò chứ. Tha cho tôi. Nghe đây, đóng người hầu mau. Định bướng hả? Quỳ xuống đó. Nói gì đi chứ, diễn thế à? Dạ, bẩm hai ngài. Tốt, tiếp tục đi. Đội ơn hai ngài. Diễn giống lắm. Giờ hãy đóng con lợn đau bụng. Trời, tha cho tôi đi. Làm ngay. Út út, éc éc, quẹ quẹ, bịch bịch. Xin lỗi, tụi tôi về trước đây. Chờ với, tớ xong ngay đây mà. Khắc khắc, mày đóng kịch khá lắm. Đúng là diễn viên có khác. Bắt là thằng Kim Tôn, khoái thật. Thú vị quá. Hây, dầm. Chết mày này. Ôn con, cứng đâu hả? Ui da, đau mồm quá. Con lại nghỉ ngợm gì thế hả? Vào chơi với em đi. Ui da, chán cô, hôm nay em sao rồi? Lúc này bác sĩ đã tiêm cho em. Anh đọc tiếp chuyện hôm qua cho em nhé. Ờ, chú dế nói với Pinocchio. Ôi, đau quá. Chú dế lạ lùng ghê. À, là vì anh đau mông quá ấy. Ha ha ha. Mẹ ơi, em lại ho ra máu. Trời ơi, tiêm kháng sinh suốt mà con bé vẫn không khỏi. Chắc tại bác sĩ dởm. Anh ơi, gì thế chan cô? Anh đã tìm thấy bác sĩ nào mà chan cô nói chưa? Bác sĩ Blackjack ấy. À, chưa. Tìm nhanh đi anh, em muốn bác sĩ ấy chữa. Ôi, khó lắm. Anh giúp em đi. Hãy đưa bác sĩ Jack tới đây. Con gu à? Ông bác sĩ mà chan cô cứ nhắc mãi là ai thế? À, hình như bạn của nó ở lớp mẫu giáo đã được bác sĩ ấy chữa khỏi hoàn toàn mẹ ạ. Ông ta sống ở đâu? Còn không biết. Nhưng nhỏ đó ca ngợi bác sĩ ấy lắm, nên chan cô mới tin vậy. Thấy bảo ông ấy có một vết sẹo trên mặt. Hụ hụ, quẹ. Trời, lại ra máu. Gọi bác sĩ mau. Lạ thật, đúng là bệnh lao mà. Các lỗ hổng nổi rất rõ, tại sao kháng sinh lại không tác dụng? Bà lên cho cháu nhập viện. Có lẽ không chỉ là lao mà còn mắc thêm một chứng bệnh khác. Không nghiêm trọng chứ ạ? Phải vào viện tra mới được. Có thể sẽ phải phẫu thuật tùy tình trạng. Để ở nhà thì nguy hiểm lắm, phải gọi điện hỏi xem. Anh ơi, chắc chắn chỉ có bác sĩ Jack mới chữa được bệnh cho chan cô thôi. Không phải đâu, rồi em sẽ khỏi. Không, không, anh phải mời bác sĩ Jack cơ. Không thì chan cô chết mất. Anh bảo không sao rồi mà. Không, em không đến bệnh viện đâu. Đừng la lối nữa chan cô. Hu hu. Anh xin lỗi. Thôi được, chan cô yên tâm.
Anh sẽ tìm bằng được bác sĩ Jack, đưa ông ấy tới bệnh viện. Giờ em cứ yên chí nhập viện đi đã. Thật chứ? Anh hứa nhé. Ừ, anh hứa chắc chắn. Vậy à? Tôi cho rằng do tiêm quá nhiều kháng sinh nên bị nhờn thuốc, do đó vi khuẩn hoạt động dữ dội hơn chăng? Đúng rồi, lỗ hổng rất lớn, nhưng không hề thấy có vi khuẩn đờm trong đó hay ho ra máu. Xin bác sĩ tới giúp cho, chỉ một chút thôi. Bác sĩ, đừng nói thế, xin hãy cố gắng. Tên kéo bẩn. Tập trung làm bài đi, con gu. Biết tìm ở đâu đây? Anh hứa rồi mà. Đã tìm được bác sĩ Jack chưa? À, phải rồi. Quá. Vèo, đứng lại. Ôi, để tôi yên, con gu. Hôm nay, tớ không bắt nạt cậu đâu, nhưng cậu phải giúp tớ. Hãy giúp tớ đóng vai bác sĩ Black Jack. Cái gì? Tôi đóng sao được? Mọi người bảo cậu rất giống ông ấy. Nhưng tôi đâu biết chữa bệnh. Chỉ giả vờ thôi. Giả vờ là chữa bệnh. Mọi chuyện đã có bác sĩ ở bệnh viện lo. Em tôi có biết được bác sĩ Black Jack chữa cho, nó sẽ sung sướng và mau lành bệnh. Tôi đã hứa với nó, nhưng không biết ông ta sống ở đâu cả. Tôi thề từ đây, từ giờ sẽ không bắt lạt cậu nữa. Cậu có về cùng lũ con gái, tôi cũng không trêu chọc. Nhưng tôi là trẻ con, lộ ngay thôi. Không đâu, nhất định sẽ không lộ. Cậu diễn kịch rất giỏi mà. Không, tôi không thích lừa gạt người khác. Ló nhỏ xíu à, làm sao biết được. Tôi xin cậu đấy, cậu đồng ý đi nhé. Hỏng tóc mất thôi. Họ bảo bác sĩ Black Jack bạc lửa đâu mà. Và còn có một vết sẹo dài trên mặt. Ôi, kinh dị quá. Đợi chút, tôi đã mượn tạm áo và cặp bác sĩ ở phòng y tế. Áo hơi rộng chút, nhưng trông cũng khá rồi đó. Giống gì mà giống? À, nghe đâu bác sĩ Black Jack rất tham tiền. Ông ấy đây nào, đòi thù lao rất cao. À, nghe đâu bác sĩ Black Jack rất tham tiền. Ông ấy đòi thù lao rất cao. Chẳng hiểu tại sao con bé lại mê ông ta đến thế. Chan cô, bác sĩ Black Jack tới nè. Ô, đúng là bác sĩ Black Jack chứ. Thật mà, anh không đùa đâu. Này nỉ mãi, anh mới mời được bác sĩ đến đó. Và bác sĩ đến thân. Em vui chứ? Bác sĩ nói hàng ngày sẽ tới thăm bệnh cho Chan cô. Mời bác sĩ khám ạ. Loảng xoảng. Hắt xì. Úi, bột trên tóc bay hết rồi bây giờ. Kéo rèm lại. Doạt. Tệ quá. Khám ào lên đi. Phải hóa trang lại đã. Lớp diễn thứ hai. Kéo áo lên. Há miệng. Sao rồi bác sĩ? Bệnh nặng đấy. Tình trạng này kéo dài rồi hả? Tuy nhiên, tinh thần cũng rất quan trọng. Cần phải luôn lạc quan, tin tưởng. Có vậy mới mau khỏi bệnh. Tôi sẽ tới thăm bệnh hàng ngày. Cháu cứ yên tâm. Tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ ở đây. Hãy làm theo lời tôi dặn. Tạm biệt. Chà, cậu diễn rất đạt. Diễn viên có khác. Đừng nhặng xị thế. Lộ bây giờ. Lộ sao được. Trông cậu giống bác sĩ như lột. Đặc biệt là lúc cậu đập đập ống nghe. Ai dạ, lần đầu tiên tôi chạm vào người con gái, run quá. Nó mới học mẫu giáo, không sao. Ô, mẹ tưởng con học, hóa ra lại ngồi nghịch ngợm. Con đang tập làm bác sĩ.
Ừ quá, còn giả bộ cái này là con gái nữa. À phải, mẹ, bỏ áo con khám nào. Nè, em làm gì lạ vậy? Cứ gõ bàn bùm bộp là sao? Bữa nay có thăm bệnh không? Ờ, chàng cô mong lắm đó. Nhưng tôi đâu giúp gì được cho em cậu. Không sao, chỉ cần chàng cô vui vẻ là sẽ mau khỏi bệnh. Thế nào, còn bé khỏe chứ? Thằng Kinton dần dần quen việc rồi, diễn rất hay. Tốt, bữa này đã hạ sốt. Cứ thế này, bệnh tình sẽ không nặng thêm đâu. Bác sĩ mộ cho cháu đi. Hả? Các bác sĩ trong viện nói, nếu không mổ, cháu sẽ không khỏi được. Phẫu thuật á? Bác sĩ nào chẳng biết phẫu thuật. Nhưng tôi đâu phải bác sĩ Blackjack thật. Quái oăm quá. Wow, bác sĩ Blackjack phẫu thuật cơ. Đừng khóc nữa nào chan cô. Thôi được, nếu muốn tôi mổ thì chia tiền ra. Nghe đây, tiền công phẫu thuật rất cao, khoảng 100 triệu yên. Còn muốn mổ nữa không hả? Nếu không có tiền thì tôi không mổ cho đâu. Đừng tưởng tôi là nhà tư thiện, tôi cũng còn phải sống chứ. Vì thế đừng có đòi hỏi quá đáng nữa. Đúng đấy. Trời, bác sĩ Blackjack thật. Ôi, lộ rồi. Tôi rất thích lời thoại của cậu. Tôi mới chỉ xem bệnh tình cô bé thế nào, chứ chưa định mổ, vì chẳng kiếm được bao nhiêu tiền ở ca này cả. Nhưng vì câu nói của cậu, tôi sẽ mổ cho cô bé này miễn phí, chuẩn bị phẫu thuật. Thật sao? Cảm ơn bác sĩ. Sẽ bắt đầu luôn. Hiếm khi tôi mổ miễn phí lắm. Nhanh lên, không tôi lại đổi ý kiến. Cậu theo nghiệp bác sĩ Blackjack chứ? Tuyệt quá. Hoan hô, chán cô sống rồi. Chán cô, xin lỗi vì đã gạt em. Hu hu, chỉ vì anh. Em hiểu mà. Chán cô không giận anh đâu. Anh đã mất công lắm mới tìm được bác sĩ. Em vui lắm. Chán cô rất yêu anh. Có lẽ cô bé bị viêm do vi khuẩn. Hẳn ta sẽ tìm thấy cầu khuẩn trong khoang rỗng. Cũng không có gì là đáng ngại. Cố gắng nhé Chán cô.